ý mẹ có mua lựu nè, nhưng mà con làm biếng ăn quá mẹ ơi. Mỗi lần lột đen hết tay, mẹ có thể chỉ con cách lột không đen tay được không? À, mẹ mới học được cách tách hạt lựu mà không đen móng tay nè, để bây giờ mẹ làm thử cho con gái ăn nha. Mẹ đã lọc cho con một một dĩa lựu rồi cả nhà, con cảm ơn mẹ nhiều nha. Wow.